Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mẹ chồng và con gái Phương Trinh Charlie kiếm bớt like trong tiệc cưới. Sau hôm lễ hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh, Phương Trinh Charlie và Lý Bình tiếp tục có một buổi tiệc dành cho bạn bè và người thân ở biển. Trong khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi không thể thiếu mẹ chồng Phương Trinh cho Ly và con gái, cả hai thậm chí còn chiếm spotlight của buổi tiệc. Mới đây trên trang cá nhân của mẹ chồng Phương Trinh cho Ly vừa chia sẻ là khoảnh khắc cưới của con trai và con dâu. Bà cho thấy gừng càng già càng cay khi sở hữu nhan sắc mặn mà, quý phái. Mẹ Lý Bình sở hữu nhan sắc mặn mà dù tuổi đã cao, trọn khoảnh khắc buổi tiệc cưới trên biển của Lý Bình, con gái nội diễn viên cũng xuất hiện trong buổi tiệc. Mẹ Lý Bình viết, tiệc cưới biển của hai con ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, yêu các con, cùng với dòng trạng thái là loạt hình ảnh với nhiều cung bậc cảm xúc của gia đình. Trong khi Phương Trinh cho Ly và Lý Bình vô cùng ngọt ngào, thì mẹ và con gái cũng nổi bần bật không kém. Mẹ Lý Bình diễn váy ôm dáng đầy trẻ trung, cận cảnh nhan sắc của phụ huynh của Phương Trinh cho Ly hình ảnh cặp vợ chồng hạnh phúc trong tiệc cưới trên biển, tiệc cưới trên biển của cặp đôi được chuẩn bị với concept trắng sang trọng, khách mời cũng mặc trang phục trắng chủ đạo. mẹ chồng Phương Trinh Cho Ly nổi bật với bộ váy ôm dáng, dù đã lớn tuổi nhưng sắc vóc của phụ huynh Lý Bình khiến nhiều người ghen tị vì trẻ trung. Ngoài ra, con gái Phương Trinh Cho Ly cũng không thể thiếu trong buổi tiệc. Bé Mia diện chiếc váy trắng đáng yêu tạo dáng bên ba mẹ và bà nội. Cô bé lúc nào cũng quấn quýt với mẹ Lý Bình. Điều này khiến nhiều người khó tin rằng cả hai không có quan hệ huyết thống. Hình ảnh hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới. Cặp đôi có một gia đình viên mãn sau khi về chung mái nhà. Ở thời điểm hiện tại, Phương Trinh Charlie và Lý Bình đã có một gia đình hạnh phúc. Dù Mia là con riêng của nữ diễn viên, nhưng rất được chồng và mẹ chồng yêu thương. Hạnh phúc đến với người đẹp sinh năm 1988 đã rất trọn vẹn. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo